Kim Phạm, Canada. Xin thân chào quý khán giả. Chúc cô bác, anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay Kim Phạm xin được trở lại với Marseille Central, là một cái shopping mall rất lớn. Tại vì hôm trước Kim Phạm có quay một cái video clip ở đây, nhưng mà nhiều bạn nói là chưa có đầy đủ. Tại vì thực sự thì cái shopping mall này nó cũng giống như là một cái outlet, giống như ở bên Mỹ hoặc ở Canada, nó có rất nhiều cái outlet này. Tức là nó mỗi một cái hiệu thương hiệu nó là một cái nhà riêng rất lớn. Thì hôm nay Kim Phạm sẽ quay chi tiết hơn. Tại vì có gặp một số người quen và bạn bè ở tại thành phố Montreal, thì họ nói có thể quay lại cho đầy đủ hơn hay không. Thì hôm nay Kim Phạm sẽ bắt đầu. Ở đây rất, cái khu này rất rộng nha cả nhà. Bây giờ người ta đang xây thêm đó, cái dự án của họ, họ xây cái gì thêm đó đó. À, có một cái Walmart sắp mai mốt sẽ khai trương thì rất lớn. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ chỗ này nha. Trước mặt thì cả nhà sẽ thấy phía trước là cái thương hiệu Guess đến từ Mỹ, thời trang nam nữ rất đẹp, trẻ trung mà giá cũng phải chăng. Và kế bên là một cái laser gì đó game, tức là về cũng là về các loại game để chơi hay cái gì đó của người lớn, con nít đủ thứ. Bên đây có Old Navy, và bên đây là có tiệm Brick về đồ bàn ghế tủ giường, đồ nhà bếp, phòng ăn, phòng khách, nhà bếp. Cái Marseille Central này nó rất lớn, lớn khủng khiếp lắm, nhưng mà nó sẽ có nhiều đoạn chia ra làm nhiều chỗ khác nhau. Ở đây là có một cái parking ở dưới hầm. Ở bên đây chúng ta sẽ thấy Best Buy, chuyên về hàng điện tử, điện thoại để bàn, điện thoại di động, laptop, computer, máy in, máy fax, máy scan, đủ thứ, giấy bút mực, máy chụp hình, đại khái cái gì về điện tử là nó cũng bán hết trơn. Thì chúng ta quẹo ra đây nha, đằng xa thì chúng ta sẽ thấy một cái thương hiệu Brick, chuyên về đồ furniture, tức là bàn ghế tủ giường, đồ nhà bếp, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ. Đây trước đó họ đang xây một cái rất là lớn, tức là thì chúng ta sẽ đi ra những chỗ khác nha. Hôm nay là một ngày giữa tuần, nhiệt độ bên ngoài thì khoảng âm 1 độ, tức là trời rất ấm, nắng đẹp, và mùa xuân đã bắt đầu đến trên đất nước Canada và thành phố Montreal là từ hôm thứ hai nha cả nhà. Bắt đầu mùa xuân sau hơn 3 tháng dài thành phố và cả đất nước Canada ngủ miệt mài với mùa đông. Bên tay trái là có một số cái restaurant. Chúng ta quẹo vào chỗ này xem sao ha. Chỗ này thì cách đây cũng khoảng hơn một tháng Kim Phạm có quay một cái video clip ngắn tại đây. Hôm nay thì mình sẽ trở lại để cho cả nhà xem rõ ràng hơn ha. Khu này nó rất rộng nha cả nhà, rộng mênh mông. Trước mặt thì chúng ta sẽ thấy Homesense, Maison là theo tiếng Pháp, đó là những cái đồ về nhà cửa rồi vân vân. Đây có cái Aubenry, tức là về quần áo nam nữ, trẻ em,
giá rất là bình dân nha cả nhà. Chúng ta đi vào qua đây. Tuy rằng là một ngày thứ tư giữa tuần nhưng mà cũng rất nhiều xe đậu trong mấy cái parking này nha. Bên đây có cái Maxon cũng là cái hiệu, cũng giá cả phải chăng. À, bên đây có một cái này là Ordinateur Canada, đọc theo tiếng Pháp. Ở dưới họ có ghi cái chữ tiếng Anh là Canada Computers Electronics, à, về đồ điện tử và về computer. Nếu mà cái shopping mall này chúng ta đi một ngày thì chắc chắn là không có hết rồi. Vì nó rộng lắm. Này là nó một trong mấy cái khu vực của nó. À, đây có một cái chỗ này là quý vị nào mà chơi đánh golf rất thích Golf Town. À, chuyên môn đồ về đánh golf. Chúng ta đi tới xem nữa coi ha. Đây là SRQ, cái hệ thống bán rượu bia lớn nhất tỉnh bang Quebec của chính phủ Quebec. Ta đi qua đây nha, cũng trong cái khu này nha, chưa có đổi qua cái một cái khu khác. Thì ở đây sẽ có Nike, hiệu thể thao nổi tiếng nhất thế giới. Kế bên Nike là La Vie en Rose, là hiệu thời trang nội y phụ nữ nổi tiếng. Kế bên đó là Ando, hiệu giày nổi tiếng. Ando này hiện đang có mặt tại các shopping mall ở thành phố Sài Gòn nha cả nhà. Kế bên là Fila, Skechers và Puma, Tommy. Chúng ta đi qua đây, bên kia có Party Expert. Rất nhiều nha cả nhà. Không thể nào mà cho rõ ràng hết được. Chúng ta đi lên một cái khu khác nha. Các cái con đường trong cái mặt xe San Fran này nó rất nhỏ nha cả nhà. Mỗi bên nó chỉ có chừng 2 làn xe thôi, bên kia 2 làn, bên đây 2 làn. Chỗ này thì nó được 3 làn xe, tại vì nó có một cái ngõ để cho những cái xe nào muốn quẹo trái, nó chờ cái đèn quẹo trái, mũi tên chớp quẹo trái. Chúng ta đi tiếp ha. Kim Phạm xin quẹo vào cái chỗ này, hôm trước có quay một cái video clip rồi nhưng mà... Đây có hiệu giày Global. Giá cũng phải chăng, và Winners Mode, quần áo, giày dép đủ thứ, một số đồ để mà trang trí nội thất cũng có rồi. Ở bên tay phải chúng ta có một cái cửa hàng là L'Equipeur, cũng về quần áo nha, nam nữ. Rồi, ta stop ở đây và đi tiếp. Đây là có cái chùm về bán về tất cả vật liệu xây dựng Renault Depot, một trong cái những cái chùm về bán về vật liệu xây dựng lớn nhất của tỉnh bang và có thể ở Canada. Renault Depot này nó rất lớn, cả nhà thấy không? Nó bán đó, người ta mua cây, gỗ, xi măng, đá nhỏ,
mấy con vít, con ốc, con tán, bù lon, bóng đèn, máy khoan, máy tiện, máy cưa, đủ thứ, rồi máy cắt cỏ, rồi máy để mà mùa đông mình phun tuyết ra. Và đây họ bán luôn những cái này. Cái này thì ở đây người Pháp người ta gọi là cái cabanon, mình để phía sau vườn nhà mình để bỏ những cái đồ linh tinh. Thì phía bên tay phải họ có một cái là kêu là cái la pépinière, là tức là nó giống như là cái vườn trái cây rồi đó, bán cây kiển, hoa lan, rồi hoa cúc, hoa gì nó cũng bán được hết đó, lớn ghê chưa. Và nó bán luôn cả mấy cái bồn tắm, mấy cái tủ mà ở trong nhà bếp, trong phòng tắm vân vân, phòng ngủ, cái gì nó cũng có, hàng trời nô đề bô, nó khủng khiếp lắm. Ở trước mặt chúng ta là Entrepôt Costco Wholesale, tức là hệ thống bán sỉ lớn nhất Bắc Mỹ tại Canada. Chúng ta có thể mua thịt, mua tôm, mua cá, thịt gà, gà rán. Nó bán luôn cả giấy vệ sinh, giấy mùi xoa bằng giấy, rồi nó bán luôn cả sữa tã người lớn, tã em bé, cái gì nó cũng bán được hết á. TV, laptop, đồng hồ, nhẫn, hộp xoàn, rồi điện thoại di động, điện thoại để bàn, quần áo, sô-cô-la. Tức là cái thằng Costco này nó kinh khủng lắm. Nó là chùm về bán sỉ lớn nhất tại Bắc Mỹ. Và nó có mặt tại Canada. Bắc Mỹ là cả nhà nhìn trên cái bản đồ thế giới từ trên xuống dưới là Canada trước tiên. Và cái nước láng giềng mà anh em đồng minh của Canada là nước Mỹ. Hồi xưa kêu là Hoa Kỳ, gọi là Mỹ đó. Và dưới nước Mỹ nữa là Mexico. Trước 1975 thì giới truyền thông báo chí gọi là Mỹ Tây Cơ, thì bây giờ trong nước gọi là Mexico đó. Tức là Bắc Mỹ là có ba nước lớn, thật lớn đứng phía trên. Rồi mới tới các nước Trung Mỹ và các nước Nam Mỹ. Đó, các nước Nam Mỹ nằm tuốt ở dưới thì gồm có như El Salvador, Guatemala, Panama vân vân, Republic Dominican, đại khái như vậy, rất nhiều. Thì ba nước Bắc Mỹ là có Canada, Mỹ và Mexico. Cái mặt Central này nó nằm phía bên đây, khi chúng ta băng qua cái giao lộ cho cái ngã tư này vẹo trái thì nó lại thuộc cái con đường Boulevard Acadie, một đại lộ rất lớn. Mỗi một bên có bên này có 3 làn xe và bên kia ngược lại cũng có 3 làn xe. Bên này bữa nay cũng hơi đông nha cả nhà. Tuy là giữa tuần nhưng mà rất là đông. Trời hôm nay rất đẹp. Tuyết ở hai bên lề đường đã tan bớt rồi. Và cỏ bắt đầu nó hơi hơi có dấu hiệu nó sẽ xanh tươi trong vòng từ đây đến cuối tháng 3. Có thể qua tháng 4 thì cỏ nó sẽ xanh tươi lắm. Cây rồi bắt đầu nó cũng bắt đầu có nụ, có lá. Tức là trong cái diện tích của cái mặt Central này nó còn rất lớn. Người ta đang xây thêm một cái hệ thống khác với hệ thống Costco, là hệ thống bán sỉ lớn nhất Bắc Mỹ. Thì người ta đang xây cái Walmart. Walmart thì nó là hệ thống bán lẻ lớn nhất Bắc Mỹ, cũng có mặt tại Canada. Walmart thì hình như nó cũng là từ bên Mỹ qua. Thì nó khác với Costco là bán sỉ, thì Walmart này là nó bán lẻ. Nó bán thịt, cá, tôm, rau, củ, quả, rồi trái cây, quần áo nam nữ, quần áo con nít, giày dép, đồ lót nữ. Rồi nó bán, nó có cả cái một cái pharmacy, đó là cái tiệm thuốc tây ở trong Walmart luôn đó. Rồi nó bán luôn cả bánh kẹo, sô-cô-la, giấy vệ sinh trong nhà tắm, rồi giấy mùi xoa giấy, rồi
xà bông giặt đồ, xà bông tắm, sữa tắm, cái gì nó cũng bán hết. Tức là thằng Walmart đó là nghịch, nó trái ngược lại với thằng Costco. Costco là bán sỉ. Chúng ta sẽ đi qua một cái chỗ nữa. Ở trong cái khu vực của mặt xe Sentra này nó có rất nhiều nhà băng nha cả nhà. Nó có nhà băng Caisse de Jardin, hệ thống cái system nhà băng lớn nhất Canada là thằng Caisse de Jardin. Rồi nó có nhà băng HSBC, tức là nhà băng Hồng Kông nha. Rồi nó có luôn nhà băng BMO. Bây giờ có đèn vèo trái rồi ha, chúng ta được phép vèo trái. Giờ mình đi vào một cái khu này nữa. Thì dĩ nhiên cái khu này nếu mà đi tỉ mỉ mà mùa hè đi bộ thì cũng chưa chắc gì đi hết. Bây giờ chúng ta quẹo vào một cái khu này nha. Trước khi Kim Phạm kết thúc cái mặt xe Central, một cái shopping mall mà mình có thể gọi là một cái outlet ngay thành phố, tại vì tại Montreal này có mấy cái outlet nhưng mà nó nằm ở phía ngoại ô đó, chứ nó không có nằm trong thành phố, mà cái này rất là đặc biệt. Chúng ta quẹo vào đây, bên kia có, nó có một cái chuỗi những cái restaurant rất là nhiều. Hôm trước Kim Phạm không có quay trong đây. Bây giờ chúng ta đi vào một cái chỗ này, nó cũng thuộc mặt xe Central luôn nha cả nhà. Lớn lắm. Mỗi một khu như vậy nó đều có cái parking đậu miễn phí nha. Tại vì hôm nay là giữa tuần mà nó như vậy đó. Chứ mà nếu mà 6 thứ 7 Chủ nhật hay là những ngày lễ rồi đó, thôi rồi để kiếm một cái chỗ đậu xe là phải nói là thật là trần ai luôn. Đây nguyên một dãy đây là toàn là mấy cái restaurant không à, có Thai Express Culture, có gì đó Poke Bar gì đó tùm lum nhiều lắm. Muốn ăn cái món gì á, bistro này, chocola này đó à, một dọc restaurant không, rất đẹp nha. Để chúng ta đi qua đây thì sẽ thấy phía trước mặt là, thẳng trước mặt là có một cái cửa hiệu mà cả nhà thấy là cái nền màu xanh lá cây và cái chữ màu vàng để Dollarama, có dấu một đồng đó. Nhưng mà hồi xưa nó lúc nó mới vào đây thì một đồng thật, nhưng bây giờ không có giá đó nha. Bây giờ nó bán 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, cái gì cũng có. Ở đây là tiệm Scap là nó để tiếng Pháp là professionnel de la vue, tức là nó là chuyên nghiệp về cái nhìn, cái sự nhìn đó. Nó có bán kính đeo mắt, kính cận, kính viễn thị, kính loạn thị, kính mát, đủ thứ kính hết. Và nó có bác sĩ đo độ mắt cho mình đó nha, bác sĩ Tây, bác sĩ Mỹ gì đó. Và bên đây cả nhà sẽ thấy một cái ông gọi là cũng như là trùm về, kêu là Bureau Bancro, tức là Bureau tiếng Pháp á, là về văn phòng rồi đó, giống như chữ tiếng Anh gọi là office đó. Nó bán giấy in, mực in, viết chì, bút bi, bút máy, computer, laptop, máy printer, máy in, máy scan, máy fax, máy chụp hình, camera, rồi nó bán luôn cả mấy cái cặp táp da, cặp táp bằng vinin vân vân, đủ thứ hết cho những người làm văn phòng. Đó, thằng Biron Cro nó lớn lắm nha, tiếng Pháp luôn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ha. Phía bên kia đường đó thì nó sẽ có rất nhiều restaurant nằm trên đại lộ Boulevard Acadie, và có cả cái buffet của người Hoa nữa nha. Đây chúng ta thấy có một cái tiệm Juki, hình như là đồ của người Trung Đông,
Đúng rồi, Japanese và một cái McDonald's. Thì đến đây Kim Phạm xin tạm dừng video clip ở đây. Chúc mọi người được bình an, nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Nếu thích xin nhấn một like và một đăng ký subscribe để động viên Kim Phạm ra nhiều thêm nhiều video clip cho mọi người. Xin tạm biệt. Bye bye.